Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào sáng ngày 4 tháng 6, nhiều đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về thực trạng buôn bán ma túy tại Việt Nam ngày càng manh động, các loại tội phạm ngày càng liều lĩnh hơn, các đường dây buôn bán và vận chuyển với số lượng lớn liên tục bị phát hiện, dẫn đến việc số lượng người sử dụng ma túy ngày càng nhiều và sẽ làm mầm mống cho các loại tội phạm khác. Do đó, các đại biểu đề nghị Bộ Công an đưa ra giải pháp để quản lý các đối tượng nghiện ma túy này. Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận tình trạng về tội phạm liên quan ma túy gia tăng đáng kể trong thời gian qua, bắt nguồn từ việc bỏ quy định xử lý người nghiện ma túy khỏi Bộ luật hình sự. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh rằng, không được để số người nghiện ma túy tăng cao. Các đối tượng buôn bán chất ma túy sẽ rất vui với điều này, vì khi số người nghiện tăng thì lượng tiêu thụ ma túy cũng tăng cao. Việc có quy định rõ ràng cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc xử lý người nghiện ma túy. Trước những bất cập này, vị Bộ trưởng cho biết, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, xử lý về phòng chống ma túy và có thể khôi phục lại việc đưa những người nghiện vào diện tội phạm trong Bộ luật hình sự. Luật hình sự Việt Nam năm 1999 quy định những người nghiện ma túy phải cưỡng bức đi cai nghiện và thậm chí có thể bị tù từ 3 tháng đến 2 năm. Tội phạm tái phạm có thể phải đối mặt án từ 2 năm đến 5 năm. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện tại Việt Nam có khoảng 130 trung tâm cai nghiện ma túy. Tất cả các trại này trước đây do Bộ Công an cai quản, nhưng sau này do sức ép của quốc tế về vấn đề nhân quyền, chính phủ Việt Nam dần đổi các trung tâm thành cơ sở cộng đồng tự nguyện. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, nếu đưa người nghiện vào diện xử lý hình sự sẽ không phù hợp. Vị luật sư giải thích: trước đây là luật xử lý vi phạm hành chính và mà Việt Nam cũng đã sửa vào năm 2009, tức là chúng ta coi cái người nghiện ma túy là người bị bệnh, cho nên là phải đưa họ vào chữa bệnh, cho nên không xử phạt vi phạm hành chính. Và đồng thời nếu như họ phạm tội đó thì mình xử lý về mặt hình sự, về những tội như cố ý gây thương tích hoặc tội giết người hoặc tổ chức sử dụng bán chất ma túy thì trong Bộ luật hình sự có quy định rồi. Cho nên nếu mà đưa người nghiện về mà chúng ta xử lý là tội phạm đó thì tôi thấy là nó cũng không phù hợp. Ngoài ra, luật sư Hậu còn cho biết, người nghiện là người bệnh, do đó cần đưa vào trại cai nghiện để chữa trị và tái hòa nhập cộng đồng. Cùng quan điểm này, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia tâm lý và nghiên cứu xã hội học cho chúng tôi biết. Từ trước nay thì người ta vẫn nhìn nhận những người nghiện là con bệnh. Và chỉ khi nào nhìn nhận người ta là con bệnh thì mới có trách nhiệm trong cái chuyện là giúp người ta cai nghiện và đưa người ta tái hòa nhập cộng đồng. Cho dù rằng trong thực tiễn thì cái số người được cộng đồng, được chính phủ, được các lực lượng xã hội, được gia đình người ta tập trung để giúp cho cái khâu khắc phục sửa chữa cái đó như một thứ bệnh tật để cai nghiện đưa trở lại cộng đồng. Mặc dù trong thực tiễn thì có nhiều lần những cái cú vỡ trại này, vỡ trại khác. Thế nhưng mà dẫu thế nào đi chăng nữa thì cái người nghiện ấy vẫn phải được nhìn nhận là người bệnh chứ không phải là tội phạm được. Theo báo cáo thống kê của Bộ Công an năm 2018, trên toàn quốc có khoảng hơn 225.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế số người sử dụng ma túy cao gấp nhiều lần con số này. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2019, các cơ quan công an điều tra phát hiện hơn 6.500 vụ án ma túy và bắt giữ hơn 10.000 người. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng, việc người sử dụng ma túy và các loại tội phạm tăng cao tại Việt Nam khiến các cơ quan chức năng không thể kiểm soát. Do đó, việc đưa người nghiện vào diện tội phạm sẽ dễ dàng xử lý đối phó với những người này. Bởi vì một khi vẫn nhìn nhận người ta nằm trong cái cộng đồng nhân dân nói chung thì phải đối xử khác. Còn mà khi mà nhìn nhận đó là tội phạm hay đó là dạng thức chuyển tiếp hay là tiềm năng của tội phạm thì người ta ứng xử khác. Và cái đó có lẽ cái cách thức nhìn nhận như vậy là để quy giản, để làm đơn giản hơn cái công việc của mình trong cái việc đối phó với những người nghiện. Một khi nhìn nhận người ta là tội phạm ấy, thì có thể là bắt triệu tập hay là đối xử, thậm chí có thể xem như là thực hành chân thẳng cẳng tay, nó dễ hơn với một cái người đang còn nằm trong phục vụ nhân dân. Một phụ nữ không muốn nêu tên từng là học viên tại một trung tâm cai nghiện trước đây, từng cho Đài Á Châu Tự Do biết về việc bị coi là tội phạm trong các trại cai nghiện. Ở dưới vô phòng này là dạng đàn rồi, đánh bầm dập như vậy á. Đánh dập dập đầu tiên đó xong rồi nói gì cũng nghe hết. Đã quăng trên một địch học điều đó, nó kêu nổi tiếng xong, không xong là dạng đàn. Bữa nay là một mẫu mía, là mỗi đứa là làm mấy trăm mét đó, rồi làm đi.
Rồi bữa nào nó hăng hái làm, bữa nào mà nghỉ toàn cái là cái dễ dẫn cái đầu liền. Đánh chịu rồi mới về làm tiếp. Ban ngày làm không xong nó đánh chưa đủ, đổ về phòng đánh tiếp. Nó đánh mà ngày mai làm sao làm cho kịp thì thôi. Từ năm 2011, tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch đã công bố phúc trình nói rằng người nghiện ma túy ở Việt Nam bị giam giữ trong những trung tâm lao động cưỡng bách, không được điều trị đúng cách mà còn bị lạm dụng rất nhiều. Báo cáo của Bộ Công an cho biết, ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng được đưa đến Lào vượt biên giới vào Việt Nam. Các loại ma túy sau khi được tập kết ở Việt Nam sẽ chia một số lượng nhỏ tiêu thụ trong nước, còn lại sẽ chuyển đi các nước khác trên thế giới. Từ đầu năm 2019, liên tiếp các đường dây buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy với số lượng lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Tổng lượng hàng thu giữ lên tới 3 tấn ma túy đá, 1 tấn heroin và hàng triệu viên ma túy tổng hợp.